Hà Nội hàn khẩu đê sông Hồng, sẵn sàng nước sông dâng cấp độ 3. Tại thành phố Hà Nội, suốt ngày 11 tháng 9, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, mức nước các sông lên cao tại nhiều địa phương trên địa bàn. Thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ cấp 2 tại 10 quận huyện ven sông. Mưa lớn làm tràn bờ bao ở nhiều huyện, sông Tích tại huyện Thạch Thất nước dâng cao đã tràn đê. Sông đáy nước tiếp tục dâng cao, tràn vào nhà các hộ dân ở thôn 1, xã Phủ Lưu Tế. Tình trạng tràn bờ bao xảy ra ở các đoạn Gò Xui, Bồ Nành và Cần Kiệm, cửa đình xã Yên Lạc, Cần Kiệm, xã Phú Lễ, huyện Thạch Thất. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Quốc Oai, Thạch Thất cho biết, mực nước sông Tích lên cao, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất đã đạt trên báo động 3. Lực lượng chức năng ghi nhận một số vị trí bị tràn đê bao đê bối như Khoang Ông, Đồng Mạ và các xã Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa, Minh Khai. Sáng 11 tháng 9, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lên nhanh, khiến khu dân cư ven sông ngập sâu. Nhiều ngôi nhà tại phường Trương Dương khu vực ven sông ngập nặng, người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Tại đường Trương Dương Độ, có những đoạn ngập hơn 1 mét, rác thải trôi đầy đường. Nhiều hộ dân tiếp tục vận chuyển sơ tán đồ đạc, tài sản tới nơi an toàn. Một số người vẫn ra đường, chơi bóng chuyền, bất chấp trời mưa và nước ngập. Những ngày qua, thanh niên thủ đô cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ triển khai biện pháp phòng chống lũ, di rời tài sản vật nuôi tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đắp đường bao ngăn nước tràn vào nhà dân, dựng lúa bị đổ, bảo vệ hoa màu. Theo ghi nhận, hôm nay, các cửa khẩu đê sông Hồng tại quận Bắc Từ Liêm được lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ. Một số cửa khẩu đê sông Hồng tại quận Bắc Từ Liêm đã được các lực lượng chức năng hàn khẩu. Do mực nước sông Nhuệ dâng cao dẫn đến tràn tuyến đê và sạt lở tại một số điểm đoạn qua xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã Đại Áng huy động lực lượng trên 1.000 người xử lý khẩn cấp sự cố và sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. Huyện Thanh Trì vận động hỗ trợ 32 hộ dân tại vùng bị úng ngập cục bộ ở các xã Xuyên Hà, Liên Ninh với 71 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trên địa bàn huyện Thanh Trì có 11 điểm ngập úng tại khu dân cư ở các xã Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Liên Ninh, Tân Triều. Tập kết phương tiện để sẵn sàng hàn khẩu đê tại khu vực bến Phà Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Một người tử vong khi tham gia cứu trợ lũ tại Yên Bái. Khi tham gia cứu trợ tại vùng ngập lụt ở thành phố Yên Bái, một đoàn bất ngờ bị lật thuyền trong lúc tiếp tế người dân, là một người bị thương, một người tử vong. Chiều ngày 11 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đoàn cứu trợ lũ lụt bị lật thuyền trong lúc giúp đỡ bà con vùng bão. Nạn nhân là anh NHT ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. 8 giờ sáng ngày 11 tháng 9, thi thể anh T đã được tìm thấy và được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình. Vị lãnh đạo phường bày tỏ đây là sự việc hết sức đau lòng. Đoàn cứu trợ trên có nhiều kinh nghiệm thực hiện công tác cứu trợ. Họ cũng đã ra thành phố Yên Bái để cứu trợ từ 3-4 hôm nay. Do gặp dòng nước chảy xiết dẫn tới sự việc thương tâm, vị này cho biết. Trước đó sáng ngày 10 tháng 9, đoàn cứu trợ gồm 5 người từ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đi ra khu vực đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái để cứu trợ thì bất ngờ bị lật thuyền. Do nước chảy xiết, chiếc thuyền chở 5 người đàn ông bị va vào cánh cửa gara ô tô, khiến thuyền bị lật úp. Sự việc khiến cả 5 người ngã xuống dòng nước ngập sâu khoảng 2 mét. Một người bị thuyền lật úp đè xuống dòng nước gây tử vong, một người khác bị thương. Lãnh đạo phường Nguyễn Thái Học thông tin thêm. Hà Nội lệnh báo động lũ trên sông Hồng, đắp cao nhiều đoạn đê xung yếu. Cùng với các lực lượng của Trung ương, cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, các quận huyện, thị xã và người dân thủ đô đang dồn sức phòng chống lũ, ngập nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân ở mức cao nhất. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội trưa ngày 11 tháng 9 đã ban hành lệnh báo động lũ trên sông Hồng. Theo đó, căn cứ mực nước sông Hồng tại Hà Nội đo tại trạm thủy văn Trung Hà vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 11 tháng 9 là 15,06m, mực nước báo động 1 là 15m. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh báo động 1 trên sông Hồng vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 11 tháng 9, địa phận huyện Ba Vì. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại khu vực trạm bơm Hòa Bình, xã Đà Án, huyện Thanh Trì và trực tiếp cùng người dân đắp cao đoạn đê xung yếu tại đây trong sáng ngày 11 tháng 9. Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội, trạm Thủy Văn Sơn Tây vào hồi 10 giờ 35 phút ngày 11 tháng 9 là 13,4m, mực nước báo động là 13,4m.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh báo động 2 trên sông Hồng vào hồi 10 giờ 35 phút ngày 11 tháng 9 tại địa phận thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh. Cùng với đó, các địa phương ở Hà Nội đang huy động tối đa lực lượng để ứng phó với thiên tai. Trong đó, quân đội, công an đã tích cực phối hợp với các lực lượng khác triển khai nhanh chóng, hiệu quả việc di dời người dân đến nơi an toàn, tổ chức đắp hàng khẩu nhiều vị trí đê xung yếu, kịp thời ngăn lũ dữ. Huyện Đông Anh, Hà Nội có 3 tuyến sông chạy qua sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ, đều đang có mức nước cao đến rất cao, có sông trên mức báo động 3, gây ngập lụt ở một số khu vực. Đáng lo nhất là đoạn đê sông Cà Lồ, chạy qua thôn Kim Tiên, xã Sơn Nội. Hiện mực nước sông Cà Lồ đang vượt mức báo động 3 là 0,6m, nguy cơ đe dọa an toàn đê, ảnh hưởng tới các hộ gia đình thôn Kim Tiên. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, đê sông Cà Lồ qua thôn có khoảng 200m đê bị xung yếu và 1.000m đê mặt bằng thấp, nên khi trên báo động 3, nước có thể tràn qua đê, gây thiệt hại. Trước tình thế nguy cấp, Ủy ban Nhân dân huyện quyết định, theo tinh thần 3 trước, ngay trong đêm mùng 10 và rạng sáng 11 tháng 9, đã huy động khoảng 300 người gồm bộ đội, công an, lực lượng tình nguyện, hỗ trợ thôn Kim Tiên gia cố đê. Qua đó, đoạn xung yếu kể trên đã được tăng chiều cao so với mặt đê cũ là 0,7m. Do mực nước trong các sông ở thành phố Hà Nội đang ở mức cao, gây ngập lụt sâu, ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp ở một số khu vực thuộc các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất, Hoài Đức, Phú Xuyên có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Vì thế, cùng với các lực lượng của Trung ương, thành phố, cả hệ thống chính trị, các quận huyện, thị xã và người dân đang dồn sức phòng chống lũ ngập, trong đó tập trung rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập úng khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân ở mức cao nhất. Tới 11 giờ ngày 11 tháng 9, 292 người thiệt mạng mất tích do bão số 3 và mưa lũ. Thống kê đến 11 giờ ngày 11 tháng 9, số người thiệt mạng mất tích do bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất tăng lên 292 người, trong đó 152 người thiệt mạng và 140 người mất tích. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó 152 người thiệt mạng, 140 người mất tích. Cụ thể, Lào Cai 155 người, 53 người thiệt mạng, 102 người mất tích gồm Bảo Yên 109, Sapa 8, Bát Sát 13, Misakai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2. Cao Bằng 52 người, tại huyện Nguyên Bình 29 người thiệt mạng, 23 người mất tích. Yên Bái 40 người do sạt lở đất, 37 người thiệt mạng, 3 người mất tích gồm Lục Yên 13, thành phố Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2, Quảng Ninh 13 người thiệt mạng do bão, 12 người, lũ cuốn 1 người, Hải Phòng 2 người thiệt mạng do bão, Hải Dương 1 người thiệt mạng do bão, Hà Nội 1 người thiệt mạng do bão, Hòa Bình 5 người thiệt mạng do sạt lở đất, Lạng Sơn 3 người thiệt mạng do lũ cuốn sạt lở đất, Bắc Giang 2 người thiệt mạng do lũ cuốn, Tuyên Quang 3 người do lũ, 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích, Hà Giang 2 người, 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích, Lai Châu 1 người thiệt mạng do sạt lở đất, Vĩnh Phúc 2 người, 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích do lật thuyền, Phú Thọ 10 người, 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ, 1 người thiệt mạng do sạt lở đất. Như vậy, số người thiệt mạng và mất tích do bão lũ và sạt lở đất tăng 91 người so với báo cáo lúc 9 giờ ngày 11 tháng 9. Cụ thể, Lào Cai cập nhật tăng 89 người thiệt mạng, mất tích tại Bảo Yên, Phú Thọ, tăng 1 người mất tích, Bắc Giang tăng 1 người thiệt mạng do lũ. Về nông nghiệp, 160.851 hecta lúa bị ngập úng thiệt hại, tập trung tại Hải Phòng 25.780 hecta, Thái Bình 11.000 hecta, Hà Nội 27.318 hecta, Bắc Giang 17.138 hecta, Hưng Yên 12.119 hecta, Hải Dương 18.500 hecta, Hà Nam 7.928 hecta, Lạng Sơn 4.495 hecta, Bắc Ninh 1.513 hecta, Vĩnh Phúc 10.284 hecta, Thái Nguyên 3.000 hecta, Yên Bái 2.559 hecta.
30.700 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại tập trung tại Hải Phòng 2.614 ha, Nam Định 509 ha, Thái Bình 3.345 ha, Hà Nội 4.046 ha, Hải Dương 3.000 ha, Hòa Bình 6.728 ha, Lạng Sơn 1.393 ha. 16.243 ha cây ăn quả bị hư hại, tập trung tại Hải Phòng 2.550 ha, Hà Nội 3.924 ha, Bắc Giang 1.927 ha, Thái Bình 1.385 ha, Hưng Yên 1.843 ha, Hải Dương 3.000 ha. 1.610 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, tập trung tại Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300, 1.313 con gia súc, 793.755 con da cầm bị chết, tập trung ở Hải Dương 320.000, Hải Phòng 345.610 con da cầm. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng, rất nhiều biển hiệu, quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng, di động bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Các địa phương đang tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại. Hiện nay, các bộ ngành địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, khôi phục các hoạt động thiết yếu để ổn định đời sống nhân dân.